Hello các anh chị, quay trở lại với kênh Tip JavaScript, tôi là Anonistic. Thì vừa rồi chúng ta đã có một cái video nói về connection bool và chúng ta đẩy lên một git. Thì cảm ơn anh chị đã có những lời khen ngợi trong video vừa rồi. Bây giờ có những câu hỏi nó cũng chung chung như thế này. Ví dụ sử dụng CPU MongoDB quá cao thì chúng ta khắc phục hoặc là chúng ta có những biện pháp gì để mà ngăn chặn cái điều đó. Thì xin thưa với anh chị rằng MongoDB hay là MySQL chiếm CPU quá cao đó là chuyện bình thường, là do cái tốc độ đọc, tốc độ insert, tốc độ sử dụng cái tài nguyên rất là nhiều, cho nên là nó chiếm CPU quá cao. Thì nếu mà cách khắc phục đơn giản nhất là chúng ta chỉ cần nâng cao cái tính vật lý trong CPU chúng ta. Nhưng các anh chị nên nhớ rằng cái tính chất nâng vật lý nó cũng có giới hạn, tại vì 48 core rồi 96 core nó cũng có vật lý mà thôi, cũng có giới hạn của nó, cho nên chúng ta phải có những cái biện pháp khắc phục tối ưu. Thì video này tôi sẽ nói một chút quan điểm và một chút cách khắc phục trong trong CPU MongoDB ha. Thì đầu tiên nói về cái giới hạn kích thước một cái document đơn trong MongoDB thì nó là 16MB đúng không? Thì từ quan điểm thế này, một cái tài liệu một vì sao mà nó có 16MB, tức nghĩa là nó có ưu nhược của cái vấn đề đó. Giới hạn kích thước của một tài liệu duy nhất của MongoDB là nó có ưu và nhược điểm. Thì từ quan điểm đó thì một cái tài liệu mà một cái document nhỏ nhỏ hơn 16MB nó giúp cái cải thiện chịu năng chịu lỗi của cơ sở dữ liệu mà không chiếm quá nhiều dung lượng của bộ nhớ, đó cũng là một cái ưu điểm. Thì chính điều này nó làm giảm hiệu suất quá trình phân mảnh và copy sao chép của database. Ngoài ra nếu mà các tài liệu lớn quá nó có khả năng vỡ các chỉ mục, vỡ các tối ưu hóa thì làm hiệu suất truy vấn giảm đi, thì nó cũng là ưu và nhược điểm. Thì bây giờ tôi đi vào cái vấn đề chính. Nếu MongoDB làm tăng CPU thì chúng ta nên làm gì? Ha, nên làm gì? Thì đầu tiên các anh chị, nếu mà anh chị hoảng loạn quá thì anh chị có thể reboot lại cái MongoDB, reboot lại server. Thì tất nhiên rồi, các anh chị ở đây, đa số hầu hết các anh chị xem video này thì cũng có thể tiếp xúc trong database nhiều, nhưng mà chưa, tôi cũng nghĩ rằng là chưa tham gia các hệ thống lớn. Thật ra mà nói tâm sự một chút, trong cái ngành nghề database, khi mà chúng ta sử dụng Amazon hoặc chúng ta sử dụng Alibaba Cloud á, thì nó có những tính năng rất là mạnh mẽ mà chúng ta cần phải nhiều tiền. Ví dụ như là trong nó sẽ report quá trình cho chúng ta, report lại tất cả các hành động từng phút một CPU của database nó tăng lên như thế nào và nó tăng ở đoạn nào, tăng ở câu lệnh nào. Đó, chứ không phải là chúng ta đoán mò đâu. Và khi mà nó đạt đến cái giới hạn tầm 85% CPU thì nó đã cảnh báo cho chúng ta, nó sẽ boot về trong Gmail của chúng ta. Email của chúng ta đã đăng ký report, nó đăng ký bạn, chúng tôi nhận thấy rằng một số bất thường hiện tại đang nâng lên quá trình như vậy. Đó, thì chúng ta phải hành động ngay lập tức, là chúng ta phải xử lý. Chúng ta phải xem query chậm ở đâu, thằng nào tốc độ insert, thằng nào đang bị spam, thằng nào đang bị quá trớn, thì chúng ta phải ngăn chặn. Đó là những ông lớn có nhiều tiền hoặc là hệ thống của chúng tôi là nhiều tiền đảm bảo cái tốc độ sử dụng trong user, thì chúng tôi phải xử lý như vậy. Tức là chúng ta không lo CPU chết đâu, tại vì có những cái report chúng ta báo cáo về ngay lập tức và chúng ta có thể có thời gian để mà điều chỉnh nó. Thì đó là những tổ chức lớn. Còn những anh em như chúng ta như thế nào đây? Anh em chúng ta là đương nhiên hãy làm một thao tác cho Mongo trở lại bình thường và sau đó tiến hành mổ xẻ sau. Anh chị đừng cái mổ xẻ, các anh chị phải reboot lại server để cho nó hoạt động lại bình thường cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cái tiến hành mổ xẻ sau. Phải bình tĩnh nha anh chị. Giống như một bác sĩ mà lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, họ sẽ bình tĩnh trong những cái pha mà máu rồi mổ miết. Tất nhiên có những bác sĩ trẻ rất là giỏi luôn, nhưng mà cái kinh nghiệm của ta khi mà hoảng loạn, người ta gặp máu me nó sôi hùng sục, người ta rất sợ. Thì trong việc làm database cũng vậy thôi, có anh chị rất là sợ sử dụng database, cho nên là cứ bình tĩnh và xử lý ha. Thì cái MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL đúng không, nó có khả năng scalable này, có khả năng khả dụng cao này, lưu trữ dữ liệu lớn này. Thì một số cái vấn đề MongoDB đó là sử dụng CPU quá mức, thì điều này ảnh hưởng đến hiệu suất của chúng ta. Thì có nhiều lý do để khiến MongoDB sử dụng CPU cao. Những lý do này nên ưu tiên để khắc phục khi sự cố MongoDB tràn. Những cái vấn đề như sau. Anh chị lưu ý nha, đây là chúng ta về mặt lý thuyết, còn thực hành thì các anh chị cũng có thể tìm cho mình một cái VPS mua trên Digital Ocean hoặc là Virtual
chúng ta có thể tạo một cái database để chúng ta có thể vật vạch ở trên đó. Anh chị nào cần muốn thì PM cho tôi sẽ đưa một cái VPS cho mà xài nha. À không, tôi sẽ đưa cho VPS mà mua 5 đô một tháng mà xin như gì. Rồi, điều đầu tiên là chúng ta xem xét cái tập dữ liệu nó vượt quá memory hay không. Nếu tập dữ liệu vượt quá bộ nhớ, MongoDB sẽ nhanh chóng bắt đầu sử dụng disk. Điều này làm tăng mức sử dụng CPU và do đó ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Tôi nói sâu hơn một chút về MongoDB. MongoDB nó cũng có cơ sở dữ liệu nóng và lạnh. Nóng là gì? Nóng là nó nằm ở trên, tức là memory, và lạnh nó nằm ở dưới disk. Khi nó tự phát hiện được dữ liệu nào chúng ta truy cập nhiều thì nó đẩy lên memory. Có nhanh chị cho người không đâu. Còn những cái dữ liệu nào mà ít được sử dụng thì nó nằm ở disk. Cho nên nếu mà CPU tăng cao thì chắc chắn MongoDB đã sử dụng dữ liệu ở disk. Cho nên ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ sở dữ liệu và tăng CPU. Đó là điều đầu tiên các anh chị lưu ý. Cái điều thứ hai đó là về chỉ mục SQL về index. Tức là nếu không có một chỉ mục phù hợp hoặc chúng ta truy vấn không sử dụng đúng cái index thì tốc độ truy vấn rất có thể chậm. Điều này dẫn đến cái việc CPU cao. Anh chị nhớ, một là bộ nhớ nha, hai đó là chỉ mục. Chỉ mục anh chị đánh rồi nhưng mà anh chị đánh không đúng hoặc là chúng ta sử dụng không có chuẩn thì tốc độ truy vấn vẫn có thể diễn ra chậm, và điều này dẫn đến việc CPU rất là cao. Thứ ba, điều thứ ba, ba điều nha, ba điều thì chúng ta ưu tiên nha. Điều thứ ba đó là tốc độ ghi quá nhanh cái thằng nào đang spam á, chắc chắn luôn. Chắc chắn thằng nào đang spam, tốc độ ghi quá nhanh, tốc độ insert quá nhanh, số lượng ghi quá lớn, số lượng ghi nhiều làm tăng cái gánh nặng cho cơ sở dữ liệu dẫn đến việc CPU cao. Đó là ba điều ưu tiên khi CPU cao đó là xảy ra, chắc chắn luôn chị nha. Thì ba lý do trên thì làm thế nào để khắc phục vấn đề này thì tôi đưa ra những giải pháp cho đơn giản thôi. Chúng ta không thể đi sâu vào được nhưng mà tôi có thể đưa cho anh chị các biện pháp để khắc phục. Thứ nhất là chúng ta xác định kích thước của bộ nhớ nó như thế nào. Trước tiên bạn nên xác định kích thước bộ nhớ trong cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng cái lệnh sau. Ví dụ tôi mở lên này, để tôi mở lên ha. Tôi đang sử dụng Navigate đúng không? Tôi đang sử dụng Navigate. Bây giờ tôi sử dụng một database của công ty của chúng tôi ha. Thì các anh chị nên lưu ý thôi. Rồi bây giờ này, bây giờ các anh chị lưu ý giúp tôi này. Ví dụ bây giờ tôi có cái bây giờ chúng ta cần xác định xem cái bộ nhớ và kích thước như thế nào này. Tôi đang sử dụng Navigate for MongoDB 1570 đô ha. Thì chúng ta sẽ có những tính năng, ví dụ chúng ta sẽ có db chấm server starter chấm me. Rồi ok, chúng ta search, anh chị thấy không, trong này nó xuất hiện những cái vấn đề chúng ta mong muốn này. Thì cái lệnh này nó được truy xuất thông tin trong bộ nhớ của máy chủ của MongoDB. Nó cung cấp một chi tiết về mức độ tiêu thụ này, phân để bộ nhớ trong máy chủ. Đây là một cái server, đây là server chúng tôi mới setup trong vòng 3 tháng để mà test về cái marketing trong gửi email. Cho nên nó cũng đang hơi bị nhỏ thôi chứ không phải lớn. Thì trường bit là gì? Cho biết trường này là MongoDB đang sử dụng 64 bit hay là 32 bit này. Thứ hai resident, tức là nó biểu thị cái dung lượng bộ nhớ tính bằng byte đã phân phối tiến trình cho MongoDB. Giá trị này bao gồm cả dữ liệu và index có trong bộ nhớ. Cái virtual là kích thước bộ nhớ ảo tính bằng byte ha. Bao gồm các memory và process của MongoDB thì chúng ta có thể xem rồi. Support, trường này cho biết là máy chủ MongoDB có hỗ trợ và khả năng thông tin bộ nhớ hay không. Nếu mà true thì hỗ trợ, còn fail thì không. Map bit, tức nghĩa là nó hiển thị nội dung, hiển thị dung lượng bộ nhớ tính bằng byte, được sử dụng các tệp ánh xạ bộ nhớ, chẳng hạn như tệp dữ liệu và chỉ mục bằng không. Cái này tương tự giống map bit thôi, nó không khác nhau gì. Đó chính là cái điều mà anh chị mong muốn này. Anh chị phải biết để mà xác định kích thước của bộ nhớ ha. Tất nhiên các thống kê bộ nhớ này là hữu ích trong cái việc theo dõi mức tiêu thụ và bộ nhớ của MongoDB mà thôi. Nó đảm bảo rằng là cái tài nguyên của chúng ta có đủ không để xử lý những công việc cần thiết. Rồi, bây giờ cái thứ hai bây giờ chúng ta kiểm tra cái chỉ mục thì anh chị sử dụng cái explain á, trong những cái câu cú pháp á,
Thì chắc là nếu mà được thì tôi sẽ rất là vinh dự, hân hạnh tôi sẽ làm cái một video và giải thích explain này trong mỗi lần quy truy vấn của chúng ta ha. Rồi cái thứ ba đó chính là chúng ta kiểm tra tốc độ insert, người ta gọi là viết độc hại đó. Nếu kiểm tra mà tốc độ ghi nhanh quá thì chúng ta có thể dùng đoạn mã sau để chúng ta kiểm tra các từng của kết nối. Tất nhiên các anh chị phải thao tác ở cái câu nào mà nó diễn ra thì chúng ta có nhiều cái câu lệnh để mình sử dụng. Cái thứ hai chúng ta sẽ có Obscure. Rồi. Insert. Rồi, chúng ta thấy nhá. Ở server của chúng tôi là mới lắp đặt trong vòng 3 tháng thì đây là tổng kết trong vòng 3 tháng vừa rồi này. Ha. Thì 3 tháng này chúng ta sẽ có các lệnh thông tin như sau. Ví dụ đây là chúng ta sử dụng cái Obscure để mà cung cấp thông tin về các loại hoạt động khác nhau đã được thực hiện trên máy chủ. Tất nhiên, nó trả về các đối tượng với các trường khác nhau đại diện cho các bộ đếm trong hoạt động của server từ khi nó init, tức là từ khi khởi động. Insert là biểu thị cái số thao tác trên thực hiện từ khi máy chủ MongoDB thực hiện. Trong vòng 3 tháng thì tôi đã insert được 24 triệu dữ liệu ha. Query thì tôi đã thao tác được 197 triệu thao tác trong MongoDB. Update cũng vậy. Get more là gì? Nói chung là trong database thì bốn cái thằng này thì chúng ta không cần phải xem xét nữa. Đây chính là những thông số mà chúng ta biết trong một thời gian ngắn chúng ta insert quá nhiều hay không thì chúng ta có thể sử dụng như thế này. Get more tức là thực hiện một số thao tác get more được thực hiện khi máy chủ khởi động. Các hoạt động get more được sử dụng để truy xuất các lô document bổ sung để đáp ứng một cái query. Một query. Anh chị có thể search lên Google để mà đọc thêm về trang chủ của database MongoDB, nó họ sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn. Còn cái command này thì rõ ràng này, command thì chúng ta sẽ biết được là cái số lệnh thao tác được thực hiện kể từ khi máy chủ nó khởi động. Hoạt động này á, hoạt động command này bao gồm các lệnh trong admin quản trị á, và các hoạt động khác. Nó tổng kết lại chúng ta sẽ có mấy 944 triệu đó, các anh chị thấy không? Tức là khi mà server của tôi hoạt động trong 3 tháng thì nó rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần sử dụng một số thao tác để mà chúng ta biết được cái dấu hiệu của MongoDB nó tăng như thế nào. Các anh chị cứ bình tĩnh thôi. Ngoài ra trong MongoDB nó có một cái server, tức là chúng ta sẽ có gì current up, tức là current up này thì chúng ta sẽ có lệnh này để lấy thông tin của hoạt động máy chủ thôi. Đây, chúng ta sẽ có như thế này đó. Ok, thì chúng ta sẽ xem mã định danh này, OTP này, UID này, đây này. Đó, OIP, mã định danh như thế nào, rồi số dây hoạt động, set running này, chúng ta sẽ học được như thế nào. Và các anh chị nên học một những cái tính năng của cái này á, để mà chúng ta biết được nhiều giá trị hơn ha. Ok, thì hy vọng rằng những cái thông tin chi tiết này nó có thể giúp anh chị chuẩn đoán được việc về vấn đề hiệu suất, xác định các hoạt động đang hoạt động trong thời gian dài bị chặn, hoặc là cũng như là các hoạt động tổng thể trên MongoDB. Thì các biện pháp này nó giúp bạn có thể khắc phục được sự cố của CPU cao của MongoDB, giúp cải thiện hiệu suất MongoDB, mang lại cái trải nghiệm tốt hơn cho ứng dụng của bạn. Trong khóa học và Node.js Backend của tôi ở trong hội viên á, thì tôi cũng đã viết cho anh chị một số cái hàm để mà nhận biết khi mà mức độ connect CPU lên cao thì nó sẽ warning lên cho chúng ta, thì tôi đã có một viết phân xử ở trong đó. Thì anh chị nếu mong muốn thì chúng ta có thể cho vào hội viên để chúng ta có một cái cách nhìn tham khảo hơn. Thì ở phần tiếp theo tôi sẽ nói về cái khi mà dữ liệu lớn thì chúng ta nên làm gì và làm thế nào được để đạt kết quả tốt hơn, thì video sau tôi sẽ nói về khi dữ liệu lớn trong database thì chúng ta sẽ bóc tách như thế nào ha. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo ha.